Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền, Trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, số vụ cháy giảm 10 vụ, giảm 3 người chết, giảm 1 người bị thương so với năm trước. Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 27 vụ cháy làm chết 1 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 8,9 tỷ đồng. Tổng số vụ sự cố tai nạn yêu cầu cứu hộ cứu nạn là 21 vụ, trong đó có 17 vụ đuối nước, 3 vụ mắc kẹt do tai nạn giao thông, 1 vụ sạt lở đất làm chết 21 người, bị thương 5 người, mất tích 1 người. Các vụ cháy xảy ra ở nhiều loại hình, cháy chủ yếu do chập điện 20 trên 27 vụ. Các vụ sự cố tai nạn chủ yếu là các vụ đuối nước 17 trên 21 vụ, nguyên nhân phần lớn là do sự sơ suất bất cẩn của người dân. Công an tỉnh tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy đối với 14 cơ sở, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn định kỳ đối với 2.799 cơ sở thuộc diện quản lý. Qua kiểm tra, đã tạm đình chỉ hoạt động 1 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính 80 trường hợp với tổng số tiền 232 triệu đồng. Duy trì hoạt động hướng dẫn củng cố 62 mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy, 13 trên 13 huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai xây dựng mới 91 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 86 mô hình điểm chữa cháy công cộng ở các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Trà Bồng. Tại hội nghị, các đơn vị và địa phương đã thảo luận về các mô hình, cách làm hay, kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất ý kiến cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền lưu ý, tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn. Mỗi khi xảy ra cháy nổ thì thiệt hại lớn và công tác chữa cháy rất khó khăn. Vì vậy, Thủ trưởng các đơn vị địa phương tăng cường công tác chỉ đạo lãnh đạo đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xác định việc phòng là chính, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đối với loại hình nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh, triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về xây dựng bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy và chế độ chính sách, trang bị phương tiện cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện việc tích hợp nội dung quy hoạch hạ tầng về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào quy hoạch tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, cung cấp kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân. Thường xuyên tổ chức huấn luyện tuyên truyền trực quan, diễn tập, thực hành các tình huống về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phát huy hình thức tuyên truyền hiệu quả trên báo hình, báo điện tử, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên mạng xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền.